Tiếp theo cái dạ kỳ giảng lần trước, hơn nữa ở trong kinh còn nói rằng bất cứ những lúc nào cần thiết thì những cái giọt khí trắng và đỏ sẽ được tạo thành, chứ không phải giống như là nước đã đổ sẵn ở trong bình mà xài rồi nó hết. Đây là cái thí dụ. Và từ cái lúc mà bắt đầu cái đời sống mới ở trong bào thai cho tới khi mà mình đã có được cái thân thể thô thì cái giai đoạn đó gọi là cái hóa thân căn bản, vì nó chính là cái nền tảng để mình tu hành, để mà mình có thể chuyển hóa thành được cái hóa thân của Phật qua cái sự tu tập. Bây giờ tới cái giai đoạn kết luận thì như sẽ là giảng ở trong những cái chương sắp tới, thì những cái yếu tố bắt đầu từ lúc cái thân trung ấm của cái đời mới ở trong dạ con qua cái tiến trình mà tái sinh và nhận cái thân mới, thì nó giống như là những cái giai đoạn tu tập và mang cái sự tái sinh vào ở trong con đường để được giải thoát bằng cái hóa thân ở trong cái sự tiến trình tu tập của cái giai đoạn tự khởi của cái mật tông mà tối thượng ấy. Nó cũng giống như những cái khía cạnh, những cái giai đoạn tu tập chuyển hóa cái thân phàm trở thành cái thân huyễn thanh tịnh của cái giai đoạn viên mãn. Ở trong đó thì chúng sinh ra những cái người mà tu theo mật tông nhận được cái sự tái sinh của quá thân thô, hoặc ở trong cái thân năm ấm mà có thể thấy được bằng con mắt phàm. Hai cái giai đoạn tu tập trên, tức là cái giai đoạn tự khởi và giai đoạn viên mãn, đều là cái sự căn bản tu tập để thanh tịnh hóa, để là mình được giải thoát. Thì tiếp theo là trên cái căn bản của cái sự thanh tịnh thiệt hóa thì nó không có cái gì khác biệt giữa hai cái giai đoạn tự phát khởi và cái giai đoạn viên mãn ở trong cái sự thực hành của mật tông tối thượng. Trong cái giai đoạn tự khởi thì cái người thực hành lấy cái sự chết, giai đoạn trung ấm và cái sự tái sanh làm cái căn bản tu tập để mà làm thanh tịnh hóa. Về cái nhân của cái sự thanh tịnh thì cái người tu tập đó, hành giả đó, chuyên tâm sử dụng ba cái pháp môn để được đến cái sự giải thoát và những cái phần phụ của những ba cái pháp môn tu hành đó. Ba pháp môn tức là nói ba cái giai đoạn đó. Điều đó có nghĩa là tương đương với những cái khía cạnh của cái giai đoạn sự chết, của giai đoạn trung ấm và giai đoạn tái sanh. Hành giả nương vào cái sự chết để được vào đạo và chứng được pháp thân Phật, nương qua giai đoạn trung ấm để chứng được báo thân Phật, và nương qua sự tái sanh để được chứng được quá thân Phật. Okay. And now this part very is very important. Everybody thinking, okay?
J'ai été par deux hommes. J'ai été par deux hommes, mais our natural and guy, Pardo and born. Everybody understand. Somebody died, somebody then died, then Pardo, then again born. This J is part of some J Kusam. J Kusam Sena Terra Sikyo. Then Maratur Yever, whoever die and born, Pardo, all the time run, this part of some. This John, that John is Chene, that dead and Dapuche. They were exactly the same, and then Lamji Kusamante, Chuachuki Lamche, Partolumki Lamche, Chiotuki Lamche, the Zate, Monetane Yamitaka inanda, Badayokini inanda, Hayatandra participant, passed to Chuachuki, and then Chiotaka Partolumku, and then Chiotuku. This somebody Kusam Lamche. We are all the time we die, we Pardo go, we born round, many times. That we then met Hayatandra, then met then Lamji Kusam, Chua Chuku, Chuku, Dharmakaya, Pardo Honku, Sambhogya Kaya, and then Jeva Truku, and Jeva Ribbonte, chant, this chant, understand, and then Hayatandra Patisya, understand. This is not understand the Hayatandra Patisya, so, little yes, but benefit, real benefit, difficult. Real benefit coming that we have dead, Pardo, and born, we all the time, everybody know. But this is exactly the same. Chua Chukum means we die that time, how many things, how coming, we talk ready. Okay, Pardo no, Pardo born then, we teach it ready. Cheva took we teach it ready. Now, Hayatandra participant, how participant talking. Rinpoche nói cái đoạn này rất là quan trọng, là mình nói hồi nãy đó. Bởi vì cái phần trước mình học, tức là mình đã học qua cái giai đoạn, cái tiến trình của sự chết, tiến trình ở trong trung ấm và tái sanh, cái đó là cái những cái sự chết trung ấm và tái sanh của chúng sinh bình thường, cái ai cũng phải qua gì hết, ai rồi cũng đi qua những cái giai đoạn đó, không có gì mà khác nhau hết. Nhưng mà những người nào mà có tu tập qua hay là thực hành cái mật tông tối thượng và thì cái tiến trình ba cái giai đoạn chết trung ấm và tái sanh, mình sẽ sử dụng nó để mà đạt được ba thân Phật, tức là ba pháp thân, báo thân và quá thân Phật. Như ở trong những cái pháp tu mật tông tối thượng như già, như là Yamataka, tức là chiến thắng già ma Phật, và Jayadevin, tức là kim cương Phật mẫu, có dạy có những cái đoạn dạy là mình chuyển hóa cái sự chết để mình đạt được pháp thân Phật, chuyển hóa cái giai đoạn ở trong trung ấm để mà đạt được báo thân Phật, và chuyển hóa cái giai đoạn tái sanh để đạt được hóa thân Phật. Đó là cái sự giải thích ở trong những cái sự thực hành ở trong Phật tông tối thượng vô già, mà ở đây đã giảng như vậy, tức là để giúp cho mình hiểu rõ. Và mình phải hiểu rồi mình khi mình đọc qua những cái sự thực hành ở trong những cái pháp môn tối thượng vô già đó, mình mới hiểu làm sao mà mình thực hành, mình chuyển qua đó. Last religion, no text, okay? Just one, I forgot one sentence. Yes, okay. Cái phần còn lại của bài kinh này đó là dạy cho làm sao mình sử dụng ba cái giai đoạn chết, trung ấm và tái sanh để
để thực hành đạt được và pháp thân báo thân quả thân Phật qua cái sự thực hành của mật tông tối thượng. Mới cái gì chứ? Tăng đệ mật sư bồ tát, hóa duyên này tham mê gì chưa? Bảo đồ chỉ chế hóa xong giảng mê hệ sa. Thế xong đàn năm bà chế tạo hóa dân hình thân bì. Cô xong hôn đề chế hóa dân là hát tế tạ. Thế đề nguồn. Dô rân nè dì chư xong bù thế đàn năm bà chế tạo hóa dân thân bì. Làm chì thế xong hôn sư dung chế yên thế. Thế hẳn chư hóa vừa xa đàn năm bà chế tạo hóa dân thân bà nè. Lì vệ, mạ vệ. Sẽ đi lì, là bị xuống dư nằm dì, nè cầm dì, nằm nằm chê, thốt xăm hứa xa nằm chê, bà yên là hả xa lạ. Thế thế. Thế thế, thế siêu bố chê, dùa, không hả, thế thế. Và nhờ vậy, qua cái, bằng cái phương pháp gián tiếp, mà ba cái giai đoạn chết bình thường, cái giai đoạn chứng quán bình thường và cái giai đoạn tái sanh bình thường được thanh tịnh quá và hành giả chứng được ba cái thân Phật, và giai đoạn hoàn tất là cái giai đoạn thanh lọc tất cả những cái trạng thái thanh tịnh những cái trạng thái chết chung ấm và tái sanh và đạt là chứng được ba thân của Đức Phật của Phật. Thì các phần của cái giai đoạn hoàn tất có cái dạng tương đương với lại cái bản thể của cái ánh tịnh quang của sự chết là màn trắng xuất hiện, màn đỏ tăng dần, màn đen gần viên mãn. Và ánh tịnh quang của một người mà còn ở trong cái giai đoạn hành trì và các phần mà cô lập thân, cô lập khẩu, cô lập ý, huyễn thân và hợp nhất. Thái thế rồi, dô rân nhầm đến trên nhìn gì? Anh ta chưa chưa cái đàn ông bắt thằng này đó là lười mà về xem về đi đi lo bị sốn yếu thế sao được thế cái gì sao mà đàn chị bà đàn anh chị thua xong thế ta muốn là giàu gì thế này ta lười xem về làm về đi đi sốn yếu thế thế chứ ta bắt thế kia chưa chưa cái gì bắt đầu lúc cái đàn ông bắt thằng bà ta ta nó bản thân lúc cái đàn ông bắt chết tao vậy thì bản này rửa sân bị má đã bị dị lý chết rửa sân bị má đã bị dị lý lát bị sốn chịu cái tá bị dị lý yên xì như thế đó à lát bị sốn chịu cái tá bị dị lý yên xì chế vào đàn ông bắt chết tao vậy thì bản này tá má đã bị dị lý nào phun bún nhím bả là siêu đệ thàm bị miếng lợp bị chửi bát thế yên mà không sao, do anh chỉ làm thế nào thì chế chế phát đồ xong, giống như người thế, do anh nhìn thấy như vậy là như thế, xin được trả về luôn xem mỗi yên này thì, nhà cha xin được trả về xem thế, rồi đã chín đến chín thì giờ thì chua rằng cái hồ sơ thì chửi bát thế thì yên thế thì, chỉ cả này, thế là nó mà chết đâu vậy thì mình làm gì chứ? Bây giờ thấy chú về sao đang đề vị về sao chú chỉ có được điều hòa này chúa chúng ta đang thế 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 đó chúa chúng ta chúa chúng ta gì thế và tôi sẽ đọc lại giảng và cảm nói lại cái phần trước đó, tức là những cái yếu tố trong cái giai đoạn hoàn tất nó có những cái điều tương đương với lại những cái bản thể của ánh tịnh quang của sự chết, đó là màn trắng xuất hiện, màn đỏ tăng dần, giai đoạn màn đen gần viên mãn và ánh tịnh quang. Nếu một của một cái bậc mà còn ở trong cái giai đoạn còn tu hành đó trong của các phần cô lập thân, cô lập khẩu, cô lập ý và cái nguyện thân và cái sự hợp nhất. Nói còn tu, cái bậc còn tu hành là nói là tất cả những ai mà còn tu cho tới Bồ Tát cũng còn hết tu hành đó, tức là thành Phật rồi. Còn tiến tới cái phần sau mà khi nói mình đi thực hành cái khi mình thực hành pháp môn mật tâm tối thượng thì ở trong đó cái giai đoạn viên mãn thì cái đối tượng cho cái sự thiền quán của mình chính là những cái giai đoạn của cái sự tiến trình của sự chết, đó là mình sử dụng nó để mình đạt được báo thân Phật. Yếu tố ở trong cái giai đoạn
hoàn tất, nó có từ những cái sự tương đương với cái bản thể của cái giai đoạn thân trụ ấm, đó là cái nguyện, cái thân nguyện chưa được thanh tịnh của cái sự hành trì. Đúng ra thì nó có phải nói rằng bốn phần, đây là cái nghĩa là đây là nói cái phần dịch mà ở trong quyển sách thôi, chứ Kinh Mô Sê không có giảng cái phần này, nên trong cái cuốn sách nó có chưa cũng cái xin cô đọc là nó có sáu phần, nhưng mà bởi vì cái phần một và phần hai người ta kết hợp ở thành một, thành ra đây chỉ nó còn là có năm. Và cái quyển thân thanh tịnh của cái phần hành trì hợp nhất của một giai đoạn của những người còn ở trong cái giai đoạn tu tập, và các yếu tố của cái giai đoạn hoàn tất có những cái sự tương đương với cái bản thể của cái giai đoạn tái sanh, nhờ vào cái thân nguyện quá, cái thân nguyện mà chưa được thanh tịnh và cái thân nguyện thanh tịnh của cái thân năm ấm cũ, và trở thành cái đối tượng mà mắt phàm có thể thấy được. Đây là nói về những cái giai đoạn tu ở trong mật tâm tối thượng mà trước thành ra, nếu mà ai cũng có tu thì cái này nghe có hiểu cái giai đoạn này. Nói về những cái giai đoạn mà hoàn tất để mà chuyển hóa cái sự chết, cái sự tái sanh và cái giai đoạn trung ấm, thì cái tâm cực vi tế đó là, và cái gió cực vi tế nó sẽ gìn giữ trở thành cái nó là cái sự gìn giữ để mà trở thành cái ánh tịnh quang của cái sự chết bình thường. Nhưng nếu một cái người hành giả tu tập theo một tâm tối thượng ở cái giai đoạn hoàn tất, do cái năng lực của cái sự thiền định của họ mà họ có thể chuyển hóa cái ánh tịnh quang ở trong cái giai đoạn mình nói rằng là cô là cái tâm mà để họ có thể chứng được cái ánh tịnh quang. Đây là cái nói rằng cái sự tu tập tương đương với lấy cái sự chết, cái giai đoạn của sự chết để đạt được báo thân Phật, quang pháp thân Phật. Rình đất chí nế chí tì dư tì chí vã vệ sá ráng gà vì xuyên bà chê nế bàr tù vì sư tăng vã tì tì nhìn tì kì tì kà nế ngô kà nế bàr tù tà nàng bà chít tà vã chê nế thèm bì mà tà bì dư vi tăng lâm mì lâm sông dư kì tà bì dì mì kù rì kì vã nế bàr tù chung sư yên là xe hạ tì bà chí tè. Và về cái phương pháp để mà thanh tịnh hóa cái giai đoạn trung ấm, đó là nói là cái khí cực vi tế như đã giảng nói ở phần trên, duy trì một phần của cái tâm thức cực vi tế, chuyển từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác, và nó làm cái nhân để mình cho cái ánh tịnh quang xuất hiện, của cái sự chết bình thường xuất hiện. Và cái khí cực vi tế này nó là cái tạo thành cái thân trung ấm. Cái người mà tu tập mật tâm tối thượng qua cái sự thực hành của giai đoạn hoàn tất, thì họ dùng qua cái năng lực thiền định của họ mà họ chuyển hóa cái giai đoạn trung ấm để có thể từ cái trạng thái là cái thân nguyện thô và cái thân nguyện thanh tịnh để đạt được những cái thân của bậc còn ở trong giai đoạn tu tập và của cái bậc chưa đã không còn ở trong bây giờ tu tập, tức là nó hơi làm cọc trong này. Là những người mà tu mật tâm tối thượng thì họ sử dụng cái giai đoạn ở thân trung âm, trong trung ấm. Mà nếu như cái người đã còn trong cái giai đoạn tu tập, tức là người phàm của cái Bồ Tát, thì họ sẽ được cái thân nguyện của mà gọi là thân nguyện chưa thanh tịnh
Nếu mà họ đã đạt tới cái mức viên mãn hoàn toàn thì đạt được cái thân vị thanh tịnh, tức là thành Phật rồi. À, đây là cái nói rằng đây sự sử dụng cái giai đoạn trung ấm để mà chuyển hóa thanh tịnh và trung ấm. Thế ta mình chỉ đi trụ bàn á, ở đó tên là kế sinh, thì trước. Tức là một người thực hành mật tông tối thượng thì họ sử dụng cái giai đoạn của cái giai mật tông tối thượng, mà khi họ thực hành tới cái giai đoạn viên mãn thì họ sử qua cái năng lực của thiền định của họ, họ chuyển hóa được cái giai đoạn trung ấm để đạt được cái thân nguyện của cái bậc còn ở trong cái sự tu hành, và cái thân nguyện thanh tịnh của bậc đã hết còn ở trong cái giai đoạn tu hành. Đây là cái phương pháp để thành tựu quá cái thân tu ấm. Đó, thu chi chế, ta tế mê nê ta tế tế rõ. Thế là chế sư bà tu sống mê sống cố bà lê chế bì tà vã nê nê sư, tà tế cố bù rê, tế sư đá khu chi chế bù rê. Thế là chế sư bà tu sống mê sống cố bà lê chế bì tà vã nê nê sư, dưới dưỡng ngươi dưới chú bì xe mê thái tu kì bê vệ sẽ nghĩ yên tế sẽ ở tăng tế để tổng lộ. Thế chú văn ngươi sư kì bì tốt chì bà rô đô tăng chìa và rá sư chì kì bì chì rô. Thế mê bê vệ sẽ lê dưới chú bì chê bà rô đô tăng nè kì bà yên tế bà rô đô lý sư tăng mì sư tê trai vệ lô hông tế dưới mê kù chú sư mì chì rô. Thế mê ta hà dạ. Và cái phương pháp để mà thanh tịnh hóa cái giai đoạn tái sanh sau khi đạt được cái thân huyễn như đã giải trước đó, thì cái trạng thái trung ấm chấm dứt vĩnh viễn, nghĩa là cái người nào mà đạt được tới cái thân huyễn của cái giai đoạn viên mãn của mật tông tối thượng đó, và qua cái năng lực của đó, cái sự tái sanh do ở trong bào thai, do những cái nghiệp ô trượt và phiền não cũng dám chấm dứt vĩnh viễn. Thay vì đó là cái thân huyễn đạt được giống như là cái thân trung ấm, nó tái sanh ở trong bào thai, và từ đó cái thân huyễn đó nó sẽ thực hành tu tập và đạt được những quả vị cao hơn. Đó gọi là cái sự thanh tịnh hóa cái giai đoạn tái sanh. Cũng như vậy, cái cội gốc mà chấm dứt được sinh tử và cái giai đoạn chết, giai đoạn trung ấm, đó là ánh tịnh quang tương tự. Ánh tịnh quang tương tự là khi cái người ta tu thiền, người ta theo mật tông tối thượng, người ta đạt được cái ánh tịnh quang, thì cái giai đoạn ánh tịnh quang đó gọi là ánh tịnh quang tương tự. Và cái phần hành trì cô lập ý đã thành tựu, là cái người tu tới giai đoạn đó là viên mãn được, họ thành tựu được. Thì cái ánh tịnh quang tương tự đó nó sẽ được sử dụng để tạo ra cái thân nguyện, và qua cái năng lực của cái thân nguyện đó thì cái giai đoạn chết trung ấm cũng dây như giai đoạn tái sanh chấm dứt một cách tự nhiên. Và khi đạt được cái thân nguyện từ cái ánh tịnh quang tương tự thì tương tự như vậy, thì cái giai đoạn trung ấm cũng chấm dứt vĩnh viễn, bởi vì những cái khí cực vi tế đáng lẽ phải trở thành cái thân ở trong giai đoạn thân trung ấm, bây giờ nó đã chuyển hóa thành ra cái thân nguyện. Hả thưa chị, ta trả thưa chị. Ta bản thân thế này khi nào liên hệ gì chứ mà lại bị chính sinh chứ. Dù lý thân là chết đại là sang giả vì chắc bố sẽ chết. Cũng như chế bà chế ta nằm gì, xế gì thì lộn đến nào, mang từ đó mình mà đi về. Kế yếu sẽ đi lý xe ta kiến răng kế bác tâm bà nằm gì xung lý xe bác cháu. Thế phải. Thế thôi.
Và cái khi một khi mà cái giai đoạn trung ấm nó đã hoàn toàn chấm dứt thì sẽ không còn có sự tái sanh qua cái, bởi vì cái năng lực của nghiệp và những cái phiền não. Mà như vậy bất kỳ những ai tu tập theo mật tông tối thượng mà đạt được trong cái giai đoạn viên mãn mà đạt được cái thân nguyện thì đương nhiên người đó sẽ đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn cái thành Phật ngay trong một đời, ngay cái đời của đó. Vì đây là cái phần kết thúc thì nói rằng ngài sẽ không có dẫn giải nhiều thêm, nghĩa là nói lời nói của các vị mình biết những chuyện này. Ngài nói rằng ngài đi theo những lời dạy của tổ Tsongkhapa và tất cả những đệ tử của tổ Tsongkhapa như là ngài Chan Sáp và ngài Kedrup cũng như là tất cả những vị thánh tăng đã đi đời trước. Please, read down. But I little this, little explaining, explaining now. Very important is this one. Then I just part of song. Then I just part of song. Most compatible. So one is, Jiriti Mujiti be seven talu be with a ni yeti. I did it. Then I did what? Tissue part of song. Tiawa chua part of song was tip. Tissue part of song. Most compatible. So what did Jiriti Mujiti be seven talu be with a coronet? Did it. That is. Then chua most keep it toki. Part of the Tiawa Rasu to keep it chua. What I did it. So, và như vậy thì Đức Phật sẽ đọc lại cái đoạn hồi nãy nói giảng con. Tức là như vậy cái căn bản mà để chấm dứt cái sinh tử luân hồi và cái giai đoạn trung ấm đó là ánh tịnh quang tương tự. Ánh tịnh quang tương tự nói lại là những người tu theo mật tông tối thượng cái giai đoạn viên mãn mà họ đạt được cái thiền quán của ánh tịnh quang thì đó gọi là ánh tịnh quang tương tự. Và cái ánh tịnh quang tương tự đó được sử dụng để trực tiếp mà tạo ra cái thân nguyện và qua cái năng lực của cái thân nguyện đó mà cái sự chết trung ấm và cái giai đoạn tái sanh cũng chấm dứt một cách tự nhiên. Thiền đi bê ở sàn lễ dì lì trù bì chê bà tô tên nì kì bà yên thê bà tô lì sư đông hì sư dì trà lì lông thê dì mì kù chê sàn bì chê lô sư bà tô kên tên nì kì nà rè nì dì tì ơ mà nè bì dì 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 Jiri tham là chết là sang giao về chấp bồ. Và như vậy khi mà đạt được cái thân hiển hóa từ cái ánh tịnh quang tương tự như thế thì cái trạng cái giai đoạn trung ấm sẽ chấm dứt viện, bởi vì cái khí cực vi đáng lẽ mà nó chuyển thành cái thân trung ấm bây giờ nó đã chuyển thành cái chuyển thân. Một khi mà giai đoạn trung ấm đã hoàn toàn chấm dứt thì sẽ không còn có sự tái sanh do nghiệp phiền não nữa. Mà như vậy bất cứ những ai đạt được cái thân huyễn thì đương nhiên họ sẽ chứng được cái sự, họ sẽ đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn ngay trong một đời. Ở thời gian tháng năm đến đây again có đi rồi nam mô guru mantra có khai ya giang nhân chế sư phật tu cha đi không George Samarani said to tea. John did not like the sound of the channel. On just want to go with Chate Lord. How do we sit and sit? So now we go back to the beginning. Bài luận nói rằng Nam Mô Văn Thù Sư Lợi, Đức Văn Thù Sư Lợi, quý vị Đức Văn Thù Sư Lợi, con xin đảnh lễ bậc Đức Thiên Trí. Đức Thiên Trí tức là nói về chư Phật. Đấng đạo sư kim cang của sinh tử và trung ấm là căn gốc của một cái sự thanh tịnh, và qua sự chuyển hóa hai cái giai đoạn tu tập đó là con đường để thanh tịnh để đạt được ba cái thân Phật. Tân đàn đồ ác cơ bà cầm bè nà bè bà dì dàn lô sàn trà bà dì dàn bè nì mô rì dì 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 dì
quello che reggeva dentro, quello che raggiunge poi, poi era quello che non conosceva più niente, anche se ne andava a giungere tutto, e andava a guardare la mia vita, 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 Yeah, man, 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 yeah, man